bãi xin tươi đang đón vài khách này. Đây chỗ này, này. Đây chỗ này thì mình không vào được mọi người. Chỗ này vào khó lắm. Đây. Và bên này đang các mặt bằng khá lớn, lúc này cho thuê. Ui đây căn nữa này, sao đợt này nhiều thế ta, giờ để ý mới thấy đấy, ngay ngã tư luôn được. Để ngày mai Hải đi bộ đi, quay cho mọi người xem luôn. Đi xe này thì cái quay nó không được nét cho lắm. Sáng ngày mai, chiều ngày mai sẽ quay dọc con đường Tôn Đức Thắng ngay cho mọi người. Rồi đây là một căn nữa, căn này 5-6 lầu luôn, cũng đang cho thuê mặt bằng. Cô Hà hôm nay đầu đường này thì khá là nhộn nhịp, lúc nào cũng vậy. Mấy quán nhậu hôm nay chỉ có bán những quán nhậu về hè này là đông khách, lúc nào muốn bán là thuận tiện. Đây này mọi người thấy không, quán nhậu này nhộn nhịp lắm. Cái quán nhậu nhỏ nhỏ vậy dọc cái hè này là lúc nào cũng đông khách ấy. Giá cả thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều khi mình vào những cái cửa hàng lớn, thì cửa hàng lớn thì nó gánh cái chi phí rất là nhiều. Vincom thì giờ này đóng cửa rồi, giờ này chắc giờ này phải rơi vào tầm khoảng 11:45 rồi. Thế mình lại quay lại với điểm xuất phát ban đầu. Bây giờ Hải cùng đi vào, Hải cùng với mọi người mình cùng đi vào đường Lê Lợi nhé. Kéo rồi mà giờ này mình vào con đường Lê Lợi thì mọi người thấy là khá là thông thoáng và sạch sẽ luôn á. Thông thoáng sạch sẽ luôn, giờ này thì cũng ít người nhưng mà nó cũng khá ảm đạm một khu vực này à. Thấy không? Đây. Dọc này toàn thấy biển cho thuê nhà thôi. Mà chẳng thấy ngoài thuê cũng lâu lắm rồi. Thấy tình hình. Giờ này thì có cái bên đằng cũng đã đóng cửa. Dạo này có vẻ thấy mọi người dán lại trở lại rồi, những cái tấm băng rôn cho thuê nhà.
Đây mình cũng đứng đây thì quay và ngắm lại một xíu nha mọi người. Sài Gòn về đêm khuya nhá. Giờ này chẳng còn thấy bóng người nào luôn. Đấy, du khách thì bây giờ họ bắt đầu đi về khách sạn. Giờ này chợ Bến Thành cũng khá đông đây. Thì bây giờ mình đi ra bên ngoài chợ Bến Thành một xíu, sau đấy mình đi vào con đường Phan Chu Trinh nhá. Bây giờ này cũng tụ tập rất là đông, khá là khuya rồi. Đấy, rất là nhiều bạn trẻ tới đây khu vực này. Tưởng giờ này không có người nhưng mà cái này khá là đông rồi mọi người. Đây, mình ra đến con đường này, sau đấy vào. Đường này là sạch bong rồi, không có bóng người. Nói chung là Sài Gòn giờ này thì cũng khá là muộn mọi người. Đi ra đường giờ này thì nhiều khi cũng hay bị công an kiểm tra giấy tờ lắm, khá là muộn rồi. Giờ này là gần 12 giờ khuya rồi. Đấy, hai cũng nói chung là cái cổ quay cho mọi người xem tí thôi rồi ạ. Lấy mình về rồi con ăn con nước cóc. Giờ này rất là nhiều khách. Rồi mình quay lại vào đường Nguyễn An Ninh nha. Cửa hàng bây giờ thì đã đóng cửa gần hết. Còn có một cô bán trái cây, cái này bán mắc tích. Còn khu phố Mã Lai thì đang tiến hành dọn dẹp và đóng cửa rồi đấy, đang dọn dẹp bàn ghế đấy. Mọi người nhìn sau khi một ngày buôn bán thì nhìn rác này, rác thải rất là nhiều. Như ban ngày rất là đẹp nhưng ban đêm thì nhìn một cái khung cảnh mà hết hồn luôn á. Khu này bán vali nhiều dám ăn luôn. Thì bây giờ mình cùng vào với con đường. Bây giờ mình cùng chạy dọc con đường này, dọc đường Lê Lai nhé, xem có vào được ở phố Tây Bùi Viện không. Chắc là khó lắm, ngày hôm qua Hải đi chen hoay mới ra được nên nhiều khi nó cũng sợ lắm. Thì giờ này cũng đã muộn rồi, muộn thì muộn rồi, mình cùng đi dạo đêm Sài Gòn luôn. 1 giờ mình sẽ về đến phòng nữa, ngày mai còn đi làm nữa cơ. Nhưng mà thôi mình chơi tới bến luôn mọi người, đi quay và cập nhật cho mọi người xem luôn. Ok, bên này là khách sạn New World, khá là tập trung với bên này, khá là nhiều tài xe taxi để đang đứng chờ khách. Thế có chú anh chị mình ở khu vực này thì nó cũng khá giáp với phố đi bộ Bùi Viện luôn á. Nhiều khi mình đêm về khó ngủ hoặc là nó thay đổi cái múi giờ thì khó ngủ thì mình có thể đi dạo ra phố Tây Bùi Viện đi chơi cũng được, rồi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ
gần như phố đi bộ như thế thì nó sẽ ít cái chỗ vui chơi hơn so với ở phố Tây Bùi Viện. Tây Bùi Viện thì có nhiều cái trò để mình giải trí hơn rất là nhiều. Năm báo là giờ này mà ra đến phố Tây Bùi Viện là mình sẽ không chen được luôn á, nhộn nhịp lắm. Hai đây đi thử xem nha, mình cũng đi thử, nếu mà ít xe thì mình cũng đi, mà nhiều quá hay thôi mình réo cho hẻm mình đi về. Thấy đặc thù là ngay khúc trên này thì có vẻ là ít cái nhà người ta cho thuê hơn nhá. Đấy, không những khúc dưới đấy mà nói không sai đúng không, những cái quán nước về hè này giờ này rất đông khách luôn này. Rồi vào con đường này bây giờ này là các cái cửa hàng lớn người ta đóng cửa hết thì lại hút được khách tới ở đây. Này thì có quán phở Quỳnh khá lớn đấy, bán giá thì cũng khá chát đó mọi người, 90.000 một tô á. Không biết là đang lùa đánh nhau này, nửa đêm này. Nửa đêm nữa vác gậy phang nhau đó. Đêm của bác phóng lợn phang nhau mọi người hết cơ hội. Đấy, giờ này thì cũng đi về. Toàn tay mà. Đông lắm.